Tôi có nghe nhầm không vậy trời? Ông ơi, thằng con mình nó gây ra họa lớn rồi ông ơi. Quan nghiệt quá ông ơi. Trời ơi, nó chính là quan trạng hiện nay hay sao? Chính nó đó. Tại sao có thể như vậy được chứ? Bà ơi, con dại cái mang, nếu chết đi mà chuộc tội được cho nó, tôi cũng xin cam lòng. Bà ơi, tôi xin bà hãy tha lỗi cho nó. Tôi sẽ khuyên nó dừng lại, không gây thêm oan trái nữa bà ơi. Tôi lại bà. Bà, tôi lại bà. Bà đừng có nói như vậy. Tôi đau một vì con mình bị hãm hại. Thì tôi biết bà đau tới 10. Khi sinh con mà không sinh được lòng, để cho nó ruồng rẫy cha mẹ ruột, chạy theo hư danh ăn cướp. Thôi bà đừng khóc nữa. Dù sao Hà Thi con tôi á, nó cũng còn sống trở về là được rồi. Chúng ta, ba người, hãy lên quan trên tố cáo lật mặt nó. Chậm trễ tôi e là không kịp. Bà Hà, đề phòng trường hợp xấu nhất, nó có thể giở trò với bà. Thì ông bà hãy chạy ngay đến nhà ông bà Lý, để nhờ ông bà Lý ngăn cản giùm. Dù sao đi nữa thì ông bà Lý cũng là cha mẹ ruột của nó. Tôi nghĩ là nó không tán tận lương tâm đến nỗi bất tử họ luôn đâu. Tôi nhớ rồi. Tôi đang lo cho Hà Thi đang bị giam trong ngục đó. Ừ. Vậy thì mấy bà đi liền đi, kẻo không kịp đó. Bắt bà ta lại. Ông ơi. Tưởng bà trốn ở đâu, hóa ra là ở đây. Đúng là quan trạng nó không sai mà. Các người không được bắt bà ấy. Ta về ta sẽ nói với con của ta. Quan trạng có lệnh, bà đi về Gia Trang ngay lập tức. Đưa đi. Bà. Đi. Đi. Nhanh lên. Trời ơi.